Thưa bác thì sau nhiều lần ở Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là có những cái đợt dịch mà tái trở lại và đều và kiểm soát được tốt sau khi mà bị tái trở lại thì gần những cái ngày Tết Nguyên Đán, những ngày Tết Nguyên Đán như vậy, những cái chương trình như bắn pháo hoa, lễ hội tổ chức rất là đông. Vậy thì bác có những cái ý kiến gì về cái việc mà người dân chủ quan trong cái công tác phòng dịch, mà đặc biệt là càng lễ lớn thì người dân lại càng tụ tập và quên đi mất cái câu chuyện mà phải phòng dịch á, trong thời điểm nhạy cảm như vậy? Cái đó là một cái điều mà đáng lo. Lẽ đương nhiên là Tết thì nó có những cái buổi vui đó, cũng để cho người dân tham gia. Tuy nhiên cái ý thức đó, cái ý thức là những cái nơi tập trung quá đông thì cái vai trò cái khẩu trang và cái tiếp xúc như thế nào mình phải lưu ý. Tại vì tuy là mình có rất là nhiều cái kinh nghiệm rồi, mình cũng đã từng thấy lọt ra như thế nào từ khu cách ly, từ biên giới, mình phải đuổi theo như thế nào. Dù mình làm có thật tốt đi nữa thì cái khả năng mà một cái người mà đi lọt vô cộng đồng nó vẫn có khả năng có. Và khi một cái người lọt vào cộng đồng như vậy đó thì họ có thể tham gia vô trong những cái khu vực như vậy, và nếu không may mà nó xuất hiện thì cái tốc độ lây nó sẽ nhanh hơn, bởi vì khu đó rất là đông người và rất là nhiều người từ cái nơi nhiều nơi khác tới thì nó cái khả năng mà lan ra nó nhanh hơn, và lúc đó cái việc mà chúng ta đuổi theo nó càng khó khăn hơn. Cho nên càng về Tết thì nó sẽ càng có nhiều cái cuộc vui như vậy, thì mỗi người sẽ tham gia mấy cái đó phải ý thức được là mình cũng có thể bị lây, mình có thể là cái người mang cái virus đi tới nhiều nơi khác, thì mình mới ý thức được như vậy thì mới bảo đảm được. Nhưng mà theo bác thì có cái sự chủ quan hiện hữu ở đây có tại cái thời điểm này đối với người dân không? Chắc chắn là có rồi. Có nghĩa là mình cứ nghĩ là mấy trăm ngày mình không có dịch rồi mình chặn bắt rất là tốt, rồi những cái ca ra nó sau đó mình cũng chặn được, mình vây được, nhưng mà tất cả cái đó là nhiều công sức lắm. Cho nên chỉ cần một người sơ hở, cái sự chủ quan của một người là có thể làm cả cộng đồng phải chịu bị ảnh hưởng. Ở dưới góc độ bệnh viện, đặc biệt là dưới góc độ về những cái tiếp nhận những cái trường hợp đi thông qua khoa cấp cứu đi, thì có cái việc phân luồng ở tại cái khoa cấp cứu đối với những cái bệnh nhân hô hấp thì nó đóng một cái vai trò chủ chốt và quan trọng như nào? Và nếu bệnh viện mà lơ lỏng cái chuyện mà không phân luồng các bệnh nhân nhiễm các cái bệnh về hô hấp ạ, thì nó sẽ gây nguy hiểm như thế nào ạ? Hiện nay thì cái hướng dẫn của ngành y tế đã có hết rồi, trong phòng cấp cứu phải làm gì, rồi khi mà tham gia khám chữa bệnh phải làm gì, rồi khai thác cái yếu tố nguy cơ như thế nào, rồi những ca mà biểu hiện lâm sàng làm sao thì mình phải sàng lọc, thì cái đó hướng dẫn rất là chặt rồi. Cho nên nếu mà chúng ta làm tốt những cái đó và đặc biệt là cái người mà tới khám bệnh á tuân thủ thật là tốt, thì rồi lẽ đương nhiên là cái nhân viên y tế phải tuân thủ tốt, thì chắc chắn là mình sẽ phát hiện sớm và ngăn ngừa được cái ca nó lọt vào trong bệnh viện. Còn nếu mình lơ là đó, mà đặc biệt là người dân mà đi đến bệnh viện mà không hợp tác thì hiện nay cái việc đó rất là khó khăn cho cái ngành y tế, là người dân không hợp tác rồi thậm chí là còn cự cãi lại cái người mà nhắc nhở mình, điều đó rất là nguy hiểm. Bác em nên định chia sẻ như thế này được. Tại vì cái bữa hôm trước bọn em làm việc ở bên bệnh viện 7A thì được biết rằng cái trường hợp đó thì khi đi vào khoa cấp cứu thì bản thân các bác sĩ ở bên đấy họ không có phân luồng. Nhưng mà em thì em sẽ không lấy tích lên một cái không thì đấy. Thì mình nói vậy đó, có hướng dẫn rồi phải làm theo hướng dẫn. Vậy thì, thưa bác thì cái việc mà 5K ấy, 5K bên cả Bộ Y tế ấy, bác có thể nhắc lại một lần nữa, nó cũng đóng cái vai trò quan trọng là người dân họ cần phải tuân thủ cách nghiêm ngặt như nào, bác nhắc lại một lần nữa. Cái việc mà chúng ta thực hiện cái phương pháp phòng ngừa mà chúng ta đã nghe rất là lâu rồi đó, đó là cái vấn đề 5K nhé. Cho tới hiện nay và có lẽ là mai mốt về sau thì nó không thay đổi cái giá trị của nó đâu. Rồi đúng là những cái bệnh hô hấp mà mới cũng phải làm 5K thôi. Thì trong đó là gì? Thứ nhất là mình phải khẩu trang. Chúng ta nhớ là khẩu trang đúng là quan trọng lắm. Thứ hai là mình biết được cái khu vực đó là bắt buộc phải mang khẩu trang, dù trong bệnh viện, trong những cái khu mà khép kín đó, đối diện những người mình không biết là ai, mình không biết nguy cơ như thế nào. Thứ hai là phải khử khuẩn tay. Thì việc khử khuẩn tay á, là mình thường xuyên ha, và đặc biệt là khi mình mang khẩu trang á, mà một lúc nào đó mình có để tay mình lên cái mặt trước khẩu trang là biết rửa tay, và mình bớt đi cái thói quen là đưa tay lên cái vùng mũi miệng trong cái thời gian mà mình sinh hoạt đó, rồi giữ khoảng cách tối thiểu, rồi khai báo y tế cho tốt,
đặc biệt là những người hiện nay nếu mình nói về khai báo y tế thì mình phải chú ý là trong nhà mình có người thân, hàng xóm mình có người có nguy cơ từ bên nước ngoài trở về, thì cái việc khai báo y tế đó là rất là quan trọng. Tại vì cái người đó về có khả năng là mình không kiểm soát được, sẽ đi lây lan cho ngoài cộng đồng. Rồi cuối cùng là đương nhiên là mình phải không có tập trung, nếu không cần thiết thì mình không tập trung. Và nếu mình vì lý do mình đi vui chơi á, thì mình có thể đi theo nhóm. Đi theo nhóm thì cái nhóm đó của mình á, là mình biết hết rồi, mình biết ta từ đâu tới rồi, mình cũng không tham gia nhóm lạ làm gì. Còn mà quá đông thì quay lại cũng là khẩu trang, và khi cần thiết là tham gia. Tại các sự kiện đông người thì theo bác đánh giá sao về cái năng lực y tế để kiểm soát những cái sự kiện đông người hiện nay tại TP.HCM? Thật sự ra thì cái năng y tế mà khủng hoảng thì cũng đã có thiết kế rồi. Tuy nhiên trong chống dịch chỉ quay lại là khẩu trang thôi và đặt. Bác nhấn mạnh về cái vấn đề đám đông bác. Bây giờ là các cái sự kiện diễn ra đi thì để mà kiểm soát được từng chỗ đám đông và cái năng lực y tế hiện tại ấy, thì nó có những cái khó khăn gì không? Cái đám đông hiện nay nếu mà mình không có tuân thủ á, người đám đông mà không tuân thủ thì rất là khó kiểm soát về năng lực y tế. Bởi vì cái đám đông đó mình sẽ không biết được họ nguồn từ đâu, và khi mình biết được có một ca là có vấn đề ở cái đám đông đó thì cái đám đông đó lan rất là xa, chứ không thể nào mà mình kiểm soát được. Tại vì ở đó là một cái trường hợp nó xuất hiện ngoài cộng đồng, và xuất hiện ngoài cộng đồng mình đám đông như vậy chúng ta không thể kiểm soát ai bị hay không bị. Rồi cái người đó không có một, có một người mắc bệnh á, thì khi mình phát hiện cái người đó thì thường thường phải đi vô tới bệnh viện rồi mình mới biết. Thì cái từ cái thời gian mà cái người ngoài cái đám đông đó đi vô bệnh viện thì cái thời gian thường rất là lâu, mà rất là lâu như vậy thì cái tập thể của đám đông đó họ lan tỏa rất là xa rồi, thành ra nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với cho với một cái lực lượng y tế mà hồi đó giờ mình chặn đầu cái con virus. À, chúng ta đã có được một cái sự may mắn mà tôi nghĩ hiếm nước nào có được là vấn đề kiểm soát dịch trong nước của chúng ta. Do chính sách của nhà nước, chính sách của chính phủ chúng ta đã kiểm soát dịch rất tốt, nên cái vấn đề và cảnh giác cái dịch chúng ta nó cũng đỡ hơn. Nhưng chúng ta coi chừng vì cái sự ổn định này mà chúng ta đã quá lơ là, nên bệnh viện chỗ này cũng nhìn ra được điều đó. Cái quan trọng nhất ở đây không phải là cái vấn đề lực lượng nhân lực, mà quan trọng nhất ở đây đó chính là tư tưởng chủ quan. Những cái lơ là, những cái ỷ lại vào cái tình hình trong nước chúng ta, thì cái đó mới đáng sợ hơn là cái việc lực lượng bao nhiêu đủ hay không. Tại vì chính bản thân những người dân, bản những người bệnh, bản thân những người y tế mà chúng ta có cảnh giác cao, thì dù cho người bệnh đó ở đâu chúng ta cũng có thể tìm ra được. Còn chỉ có bao nhiêu nhân lực đông cỡ nào mà chúng ta không có tinh thần cảnh giác, không có cái tinh thần mà lo lắng cho cái việc này, ỷ lại, thì chúng ta dù đông cỡ nào chúng ta cũng bị nhiễm là chuyện bình thường. Cảm ơn anh. Ok anh.